Chiều ngày 3 tháng 7, một cán bộ thuộc đội cảnh sát giao thông công an huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng cho biết, vào trưa cùng ngày, tại thành phố Tân Hòa, thị trấn Vĩnh Bảo xảy ra vụ tai nạn giao thông, khiến chiếc taxi do Nguyễn Văn Quang, 25 tuổi, trú huyện Vĩnh Bảo điều khiển lật ngửa trên đường. Trước đó, nam tài xế phóng xe đi vào đoạn đường cấm một chiều đối với xe ô tô và tự va chạm với cục mốc bụi cây ven đường dẫn tới chiếc xe bị lật ngửa may mắn thời điểm xảy ra tai nạn không có người dân nào đi lại nên không có thương vong về người tài xế quang bị thương nhẹ và kết quả xét nghiệm bước đầu xác định không có nồng độ cồn cùng chất cấm nguyên nhân vụ việc được xác định có thể là do nổ lốp xe dẫn tới việc tài xế không làm chủ được tay lái nhận tin báo lực lượng cảnh sát giao thông huyện vĩnh bảo đã có mặt tại hiện trường để khoanh vùng lập biên bản ghi nhận vụ tai nạn